Như là TK Bonsai Ngọc Sơn mến chào quý cô chú bác anh chị gần xa cho mọi người hơi tổ quốc nha. Hôm nay dịp đầu xuân em cũng về một lô trang rất là đẹp nha, hồng phấn và cam đỏ, để phục vụ qua số điện thoại của em là 0332662771 nha. Em chỉ có 3 cây cam thôi nha. Đỏ là đỏ, là đỏ già cây hết trơn, rất là đẹp nha cô chú bác anh chị, với hai cây hồng phấn tàn không. Rồi với đầu năm mới em cũng chúc quý cô chú bác năm mới an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý, làm ăn phát tài, tiền vô hàng ngày. Thành công trong cuộc sống. Đầu tiên cây cam nha cô chú bác anh chị. Không gầy lâu quá, bữa nay mới đem lô mới về bán nha. Thời gian qua em cũng rất cảm ơn cô chú bác anh chị trong năm cũ đã ủng hộ kênh clip về của em ha. Rồi cây cam tán ngang của nó là gần 1 mét đó, 97. Em đo ngạo cây nha, chiều cao là 70. Có 3 cây cam thôi các bác chị, rất là đẹp nha. Đang xum xê luôn, hoành thăng 14. Rồi đầu tiên cây số 11 em giao lưu là 400. Em bao ship sống khỏe nha, chứ này em bứng bầu bự về vô chậu luôn nha. Đằng gầm này chơi Tết luôn, ai xa xa thì nó hơi trễ chút. Còn đây thì gần đây thì gì mà vô này là gầm là tới vừa bon luôn, đang bông rực rỡ hết. Rồi. Chắc gần đó đi cơ, gần đây này cũng được. Đây nè, đừng để kế mấy cây kia làm chi, ở đây đi có mấy cây. Rồi cây số 12, cao của nó là 70, tán ngang cũng 60, màu cam luôn nha. Đó, rất là đẹp luôn. Nứt nở da dày hết, hoành thăng là 14 luôn. Rồi cây số 12 em giao lưu là 350.000. Tại cam nó hơi hiếm nha, cái này nó hơi bên đây chưa chỗ bông điều, nó chưa, nó hơi lép, hơi nhẹ nha cô bác anh chị. Rồi xuống. Đó, cây nó đẹp nè. Cây số 13. Đó, cao 65, tán ngang 70. Sao có kiến này nè ta. Hoành thăng cái này cũng 13, 14 luôn. Hai cái đó nó giống hệt. Rồi cây số 13 em vô luôn là 300, màu cam. Cũng là hết cam các anh chị. Rồi tới đỏ. Rồi xuống em lên, lấy lên. Từ từ quay hết đi. Rồi sao em lên đỏ nha các anh chị. Đỏ là đỏ già cây không nha. Bầu rất là bự. Đó, rực rỡ nha. Đang bông và rực rỡ luôn, lung linh đẹp xinh luôn nha. Đó, cây số 14 đỏ. Em đo thử một cây cái em ngạo nha các anh chị. Đó, chiều hao, chiều cao của nó là 95. Quá trời đẹp nha các anh chị, tán ngang là 85. Đỏ già cây hết trơn nha, một cốt nha các anh chị, nhưng mà nó thoát thân hơi thấp nha. Hoành thân là 17. Rồi cây số 14 em vô luôn là 450.000. 450.000 cực gỡ bông luôn nha các anh chị. Này vô chậu lớn là rất đẹp nha. Hiếm được lô này lắm nha. Em lựa không đó. Rồi cây số 15. Ơi nó đẹp. Chiều cao của nó là 1m1. Tán ngang là 90. Cũng là một cốt luôn. Hoành thân là 15 luôn. Rồi cây số 15 em giao lưu là 400. Em bao ship luôn nha mấy anh chị. Cây này già cây hết nha. Mấy cây này mà nuôi lại tháng 5 là ra là ok luôn nha mấy anh chị. Rồi xuống để ai nằm đấy cứ. Cái gì đó. Rồi cây số 16. Bầu rất là bự nha. Bông rực rỡ luôn nha. Cao là 70. Tán ngang là 65. Em có đo ngạo hết rồi nha mấy anh chị. Hoành thân ở đây là 14. Đó, 14 nha. Rồi, cây số 16 em vô luôn là 350.000. 350.000, cái dáng nó hơi nghiêng nha các bác chị, gì trồng ngay gì cho em ha. Rất là đẹp nha. Đó. Bầu là bứng bứng nổi luôn, cây số 17. Cao là 1m2. Tán ngang là 1m. Và cây hết trơn nha các bác anh chị, lớn cây dữ lắm nha. Dịnh cây này giùm anh cái, nó nghiêng quá. Quá trời bộ bự, quá trời cốt lớn luôn. Hoành thăng ở đây là 18. Cây số 17 em vô luôn là 450.000. Bán giá cho bác chị chơi luôn, 450.000. Lô này chứ không còn được cây bự nữa nha các bác anh chị. Những cây bự em nó tiễn về hết rồi. Rồi. Lô sau làm lên hàng mini.
cây số 18. Đó. Cao của nó là 75 gần 80. Tán ngang cũng 75 luôn. Đang ra búp qua bông rực rỡ luôn nha. Hoành thang rất là lớn nha các anh chị. Đỏ gì là hiếm nha. Hoành thang là 16. Trời ơi, số 18 em vô luôn có 300. 300 ngàn. Chết em rồi. Thằng 16. Cây 19. Trời ơi, cái này đẹp nè. Đó. Chiều cao là 1 m. Tán ngang là 80. Mắt cái tre đây nha, tại cây này rất là đẹp. Em đo ở trên không á, dưới đây dữ lắm lớn nha các anh chị. Hoành thân của nó là 15, cái đo với cỡ 17, 16, 7 á. Cái số 19 em vô luôn là 400. 400 đồng số 19. Được rồi thôi. Mấy cây. Rồi. Xuống em gục. Ờ chắc hạn dữ lắm đi. Nó em chụp. Cái số 20. Cái này nó hơi dáng nghiêng nha, giống như dáng bay đó. Cao của nó là 70, tán ngang 60. Bác chị về chồng chỉnh ngay lại giùm em cái ha. Hoành thân 14 luôn. Rồi cái số 20 em vô luôn là 350 ngàn. Bông đang ra qua rực rỡ kịch kịch luôn nha. Đó. 20. Rồi cái số 21. Cao là gần 1 m 95. Tán ngang 90 luôn. Cô bác anh chị nào muốn lựa búp hơi hơi thì lựa nghe mã số nha. Hoành thân là 15. 21 em vô luôn là 400. Còn lựa bông cực cỡ thì cứ lựa bông cực cỡ nha. Này ảnh sung lắm mà bông lắm, bứng bầu bự là cây khỏe luôn. Rồi. Cây số 22. Cao là 1 m 1. Tán ngang là 50. Cái này cái bầu nó hơi giống ngàn giống như bay vậy nữa các bác anh chị, mà tại vì mình bứng cái bầu nó phải theo cái chiều của nó nha. Có chị nào chồng dán bài lấy cái này dữ lắm đã. Hoành thân là 13. Nè, dán bài em để gan cho cái cây trong vườn nó bay vậy nè. Đó. Cái số 22 em vô luôn là 300. Đó, rực rỡ đã luôn. Xích này nè. Ở đây nè. Nó chụp hình luôn. 23. Đó, cao 70. Gọi này nghe em. Gọi trên búp nè, thấy không? Thấy tới búp luôn học. Ở xa là gọi thấy tới luôn đó. Ừ. Cao là 70. 75, 80 mà em tính 70 nha. Tán ngang 60. Cây đã già cây hết và cây rực rỡ lực luôn. Hoành thân em đo eo trên đây là 15. Rồi, cây 23 em giao lưu là 400. Chậm chậm cho nó quay thấy bông. Đó, bông rực rỡ cho bác anh chị chơi luôn nha. Đang búp búp nha. Rồi. Tại chỉ rồi gần Tết rồi... Shipper nghỉ sớm chứ thôi em quay clip nữa cho các bác hiện Tết bông nhiều đá rồi. Cái số 24. Cao là gần 1 m. Tán ngang 80. Dịch cái nền cái. Đó được rồi, khỏi tự. Cây này nó lên nó chia về ngay chứ ở dưới đây một cốt lớn lắm nha. Bác anh chị nào cắt hàng bonsai cắt này cũng rất là lời luôn nữa. Hoành thân ở đây là 23, một cốt nha. Một cốt đàng hoàng chứ không phải là nhiều cốt chi nha bác anh chị, tại lên nó thấp thân hơi thấp. Trong đây có cây này lớn nha. Cái 24 em vô luôn là 450 ngàn. Hoành thân 23 450 ngàn loa ship luôn. Đó. Rồi. Rồi cái 25. Cao là 1 m 1. Tán ngang 60. Đó. Già cây của bác chị nhìn cái cây da cây là biết già cây ha. Hoành thân 15. Rồi, cái số 25 em vô luôn là 400 luôn. Nè, đẹp cái nè đó, em quay trên, em gọi ấy xuống cho bác chị coi khích gịch ở trên luôn. À, cây già thì mình nhìn ở dưới này vậy thôi. Rồi. Cây 26. Cao 1 m 1, 50. Tán ngang là 65, một cốt luôn. Cà bá nện, già khù cây luôn. Đó. Cây chạnh bành dưới đây luôn, mấy chị yên tâm mà lựa nha. Hoành thân là 18. 26 em vô luôn là 400.
bún đi, bún đi từ từ. 426. Hai mươi bảy. Ồ cái này khích gích luôn các bạn, kìa dưỡng lắm đẹp nha. Cao là 80. Tá ngang 80 luôn. Nè ở trên là nó các bạn chị coi gực gỡ luôn, khích gích luôn. Cốt chào bá nện luôn nha. Một cốt không nha bác anh chị. Phát thăng nó hơi thấp nha. Hoành thăng ở đây là 17. Cái số 27 em vô luôn là 450 ngàn. 450 ngàn số 27. Cái bột chào bá nện luôn. 450 ngàn 27. Rồi. Cái số 28 cao là 1 mét. Đó, đánh ngang 65. Khích gịch ở trên luôn. Đây, những cây ở trên đây khích gịch hết. Anh chị vô chậu là ok hết ha. Cây già cây hết, em bảo đảm cây già cây hết. Hoành thăng là 14. 28 em vô luôn là 400 luôn. 400 ngàn 28. Khích gịch luôn. Hai mươi chín. Đó. Cao là 1 mét. Tán ngang 1 mét. Ở trên cũng bông khích kịch luôn. Đang ra qua gỡ gỡ luôn nha. Qua hơi hơi quá đẹp luôn nha. Cái bộ gì cho bác chị yên tâm ha. Vậy cứ mở băng keo ra vô chậu với sơ dừa với đất cho em ha là ok. Hoành thăng 16 luôn. 29 em vô luôn là 400. Khó kiếm được lô đỏ bự gì các bác chị. 400. Em bán giá gì cho anh chị cho luôn. Cây 30. Dựng cái lỗ hủng đường đó vài cây đi. Cây 30 cao là 1 mét. Tá ngang 75. Khích gịch luôn nha. Trên đầu là khích gịch nha. Em quay chậm quá chị nha. Tại tưới nước quá cái bầu nó hơi mềm ha. Cho nó cây nó khỏe. Cây và bông nó dưỡng lại bông ha. Hoành thăng là 16 luôn. Cây 30 em giao luôn là cũng 400 luôn. 400 ngàn. 400 ngàn luôn. Cây 31 cao là 90, tán ngang là 65, rất là đẹp luôn ha. Cây này nó chéo lại để tưới nước quá trời nữa. Hoành thăng 14. Cây 31 em vô là 350 ngàn. 350 ngàn nha. Đó. Dựng cái lỗ lần đó cho nó đều cái. 32 cao 1m2, tán ngang là 55. Đó, khích gịch bông nữa đây. Ra bông hết dữ lắm các bác anh chị coi mấy cây, những cái cây này nó hình là đẹp. Hoành thăng là 14. 32 em vô luôn là 400 luôn. Đó. Nó ra hết trơn là nó khích dữ lắm đã luôn. Đó. Cây già cây là yên tâm. Rồi. 32. Ba mươi ba gọi trên đầu nè. Đó. Cao là 1m50, tán ngang là 75-80 á. Tại cái này nó hơi nghiêng nghe mấy anh chị. Đó. Lắm cây nó bự nghe, trong đây có cây này là chúa nha, mà đẹp nữa, đẹp nhất luôn á. Hoành thăng ở đây là 16. À, nhìn trên đầu nè. Đó. Dán bay nha. 33 em vô luôn là 500. Dán mai trong có cái này là bự nhất với hơi tiền cao nha. 500. Còn như không có nào 500 chứ có cái đó đại ca đó. 34. Tôi quá trời dự nước luôn à. Cao là 95 ngàn 1 mét á. Em tính 95 thôi. Tán ngàn là 65-70. Và cây hết một cốt không luôn. Hoành thăng 14. Hoành thăng gần 15 nha. Em đo trên hồi ngồi dưới đây không có đo dưới đây mất công đó. Cái 34 em vô luôn là 400. 400 ngàn 34. Cái 35 cũng là hết đỏ nha các anh chị. Cái này cũng cuối đỏ nha. Cao là 95. Tán ngang là 65 ngàn 70 á. Hoành thăng 14 luôn. Cũng là hết đỏ nha các anh chị. 35 em vô luôn là 400 ngàn. Khích gịch luôn nha.
tại mình gọi mình quay thì ở trên đây nó hơi trống nha, chứ trên đầu dữ lắm, khích những cây già nó thoát thân cao lên, nó trên nó dữ lắm, nó bích. Quay nhẹ lại cho bác cho ở đó cái nó kìa, nó em dựng vậy là bác nhìn thấy nó cực kỳ luôn, nó cao lên, nó dựng nhìn ở trên á. Rồi sau đây em lên hai cây hồng phấn nha các bác anh chị, có một cặp thôi nha bác anh chị, bữa hổm cũng dặn dữ lắm nhưng mà hết rồi, hết hàng. 36, cao là 2m1, tán ngang 1m, đỉnh cấp luôn nha, tàn thông ngang một cốt nha, hoành thang là 16, 36 em vô luôn là 500 đó, tháp tàn thông nha, 500, 36 rồi, để đi, để hai cái này giữa đằng đó, để này chụp hình, để hai này chụp chụp hình luôn. Ừ, chừa lỗ đỏ đó lại. Rồi, cây 37 cũng là hết clip nha các bác chị. Chỉ có một cặp tầng hồng phấn thôi. Cao là 2m2. Cái này cao hơn nãy một tắc nha. Ai mua thì cắt lại cho đồng, em cắt giùm cho ha. Nó ngang 1m. Một cặp thôi nha, không có được cặp thứ hai nha. Bác chị nhanh tay quẹo lửa thì lấy cặp này. Ê, dịnh dịnh nó chạm chạm chạm. Nó mềm cái góc nó nghiêng. Nó nào quấn chéo lại nè. Hoành thăng 16 luôn. Rồi. 37 em vô luôn là 500. Để ngoài nó tao lấy xe kiếm đi xe cha nó luôn. Rồi. Để đây nè. Này, nghỉ tưới rồi. Ừ. Dựa vô đó đi. Quay quay dựa vô đó kiếm không. Dựa vô sát cái đó được không. À bên đây đi. Bên đây đi. Tránh bằng thêm. Rồi, em mến chào và hẹn gặp lại cô chú bác trong những clip tiếp theo ha. Chào năm mới luôn.